Chào mọi người nhá. Hôm nay là 29 Tết rồi mọi người. Chiều nay thì Hà với cả thằng cu con với cả bà xã Hà quyết định là ra cánh đồng bắt cua ốc mọi người. Tết nhất rồi, mọi thứ rồi thì cũng đâu vào đấy hết mà. Đi lang thang chơi cho cu con nó trải nghiệm tí mọi người. Ê, bà nội Bon thì đang đi kiếm cho cả nhà cái giỏ để đựng, nhỡ đâu mà vẫn có thành quả thì sao, đúng không? Đây là chuẩn nông dân đây rồi. Một cái thôi mẹ, lấy cái to đi, nhớ nó được nhiều. Cái to lấy cái to đi. Cái bé nó không có hom. Cái bé nó không hom à? Người ta bảo là chồng là giỏ, vợ là hom à? Đấy, chồng như cái giỏ, vợ như cái hom. Đấy, tức là vào là không ra. Đi bắt cua bắt ốc thôi. Bon, tôi con để cái này ở nhà, nhanh lại, để này nhà. Con câu ốc không? Nào, con cầm cái giỏ này đi. Nào, đi trước đi. Lấy cái này ra. Thôi, con yêu. Thôi, để cái đấy ở nhà con. Mời mọi người theo chân bố con thả còi nhá, xem chiều nay có thành quả gì không nhá. Con để cái đấy ở nhà đi con. Vâng con, vì nó không để. Đấy mà cứ đi đâu thì chẳng. Nào, đi thôi con yêu, đi. Hôm nay nắng đẹp mọi người, thời tiết thuận lợi cho việc đi săn bắt. Đây giới thiệu mọi người, đây là mạ nhé, đây là chuẩn bị mạ để gieo, tức là thóc, hạt giống của thóc ấy, để ra Tết, thời vụ sau Tết là sẽ bắt đầu là sẽ đi cấy mọi người. Đây mọi người đây nhìn một cái bóng này. Trước mặt mọi người là bắt đầu là cái cánh đồng này thì bỏ hoang khá là lâu rồi, bèo bồng nó mọc, tức là hoa bèo tây đấy, mọc rất là nhiều. Đây thì một số nhà nuôi vịt thì dẫn thằng cu con ra đây để ra cái cánh đồng kia và sẽ từ ra để cho nó trải nghiệm cái cuộc sống của người nông dân thôi. Rảnh mà, Tết thì mọi người cũng biết là rất là rảnh, có lẽ nếu như không nghịch ngợm chơi bờ gì đấy thì cũng chỉ ở nhà ngủ thôi. Mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng kêu lạ chưa? Mọi người theo chân một con à còi nhá. Đây này, quả trứng vịt này. Đâu? Thằng Bon nó dẫm vỡ quả trứng vịt này. Ủa, con nhìn thấy cái đấy trước khi con còn ra đây. Thế con phải đi chậm thôi để nhặt trứng vịt. Con làm vỡ mất quả trứng vịt à? Vỡ mất quả trứng vịt rồi. Đợi đi sau đi. Để bố đi trước. Đi săn bắt mình phải đi chậm con ạ. Thì mình xem có con gì để mình bắt chứ. Đấy. Ôi cào cào, cào cũng bắt luôn. Đưa cho con thì con lấy được con. Đây, con phải như này để bố để bố bảo con này. Con có thể bẻ cái chân nhảy của nó được không? Ừ, được. Để nó còn không nhảy. Yeah. Cái nó cứ bám con. Tôi không sao đâu, con nhét vào đây là được rồi. Không cần bẻ đâu. Để bố từ từ đã. Để bố. Hơn như là nó còn với một cái chân nó nhảy nó là được. Bấm. Nó còn với một cái đây. Để đá hết chân nhảy. Để con nhét vào đây. Đây. Đây, con nhét vào đây này, nhét vào đây. Đấy, được chưa? Cầm cái này, cầm nguyên như để thế. Xem nó... Để bố xem nó có cái gì để... Cái chân nhảy của nó này. Đi chậm chậm thôi nhá. Con để chân nhảy của nó vào đấy. Bố con thấy có lông này. Lông vịt thì con. Nên bố mới bảo con đi chậm thôi để mình xem trứng vịt. Có cả trứng vịt đấy. Trứng rán hả? Vâng. Tối nay ăn trứng rán nhá. Vâng. Đâu vẫn có quả trứng vịt đấy. Con nghĩ là con nghĩ là một con. Thế bố ơi, bố. Hả? Bố có biết là con lo bị đẩy bao nhiêu trứng không? I
Ô, bon nhận được quả trứng vịt này. Quả trứng vịt non. Quả trứng vịt non quá, nó tự nhiên bị... Quả này non quá mọi người, nó chưa hình thành cái lớp vỏ nhưng mà nó thực sự nó non. À, nhưng mà chưa vỡ hẳn nhá. Chưa vỡ, vẫn ăn được. Ok. Ôi. Buổi tối con có quả trứng con để ăn rồi nhá. Đây quả trứng vịt non có mọi người, nhìn thấy cái vỏ nó này. Bây giờ vừa lấy bắt đầu con cào cào. Ừ, thế bây giờ phải cầm quả trứng vịt. Mỗi con cào cào thì ăn sao? Cầm cho quả trứng vịt này. Đâu rồi? Đi mất rồi. Ừ, đây con này. Con gì đây? Con cắn. À con gì? Lấy lên. À con chuột. Con chuột. Thôi thả rồi nhá. Thả rồi nhá. Hay là nó nuôi. Thôi nhưng mà dù nó hại mùa màng nhưng nó còn bé quá, mình vẫn thả nó nhá. Con nhá. Vâng. Nhìn nó đái ra đây này. Sợ quá nó đái, mình thả nó nhá. thả nó này. Cuối cùng mình cũng tìm được chuột, con muốn nuôi con chuột lắm rồi. Thế à? Con muốn nuôi một con chuột hen sâu. Con này phá hoại mùa vàng đấy con ạ. Nhưng mà thôi, nó còn già quá đấy, mình tha cho nó con ạ. Con như mình nhân đạo với nó mình. Rồi. Đứng ngang chân này này. Nó đẻ ra. À, đang nhặt một ít lá bơ này về tí làm chả, chả trứng, có quả trứng vịt. Về tí hưởng thụ thành quà của tí. Ở đây rất là nhiều lá mơ mọi người ơi. Này, mơ lông này. Đó. Dây mơ dễ má, mình cứ nhổ cả dễ luôn. Mơ dại mà nhiều lắm. Rồi. Mơ này vẫn là mơ ngon này. Đây mọi người. Ăn cho nó mơ màng luôn đi. Chó rồi. À đây thì nhiều này. Mơ này. Đấy, dây mơ. Trứng là ăn. Tí về làm chả trứng nhá. Tốt đấy. Nhiều phết đấy. Đây nhiều này. Đấy. Nó dây mơ dễ má mà mình cứ ấy theo kiểu dây luôn. Nhiều lắm. Ok, đầy đủ nha. Ái chưa? Đầy. Mái này ạ. Đầy. Ô, leo. Rồi, thoải mái mọi người. Đây làm chả trứng mọi người nha. Ăn chiều. Nghe Hà
còi đang nhặt lá mơ. Thì mình cũng chỉ lấy một ít lá kiểu lá già thôi. Lá nào mà nó ấy mình lấy. Đó, mình làm chả lá mơ với cả trứng. Lâu lắm không ăn chả lá mơ thật. Phải đến không biết bao nhiêu năm rồi. Ngày xưa nhà còn có cây mơ cơ. Bây giờ thì không còn nữa. Cây mơ này nó mọc theo bờ bụi mà. Thơm lắm. Cái này mà có đúng là thịt chó phải có lá mơ nhỉ. Này mơ thịt chó. Đây lá mơ đây mọi người. Rất là nhiều lông luôn. Mơ này, mơ lông này mới ngon mọi người ạ. Mơ tím này, mơ tía này, mơ lông này mới ngon này. Bình thường mình thế thôi mẹ. Không, chả lá mơ thôi mẹ. Làm mỗi chả lá mơ thôi. Đây có quả trứng này, cắm này, có một quả nó rơi, tầm tay nó rơi xuống. Rửa thật sạch. Mấy cái lá lông này nó hay dính cát bẩn á, rửa thật sạch. À mọi người, đây là quả vịt, quả trứng vịt vừa nhặt được nhé. Thì Hà cũng cho ra luôn để làm món. Ui, trứng vịt nó vẫn khác trứng gà nhỉ, to hơn. Đây là thành ra 4 quả đấy. Đây là lá mơ nhặt ở ngoài đồng đây. Làm bữa chả lá mơ nhá mọi người nhá. Chả lá mơ thì chỉ có mỗi lá mơ không thôi mẹ nhỉ. Còn cho cái hành tỏi gì không? Không ạ. Dạ. Đây, có 4 quả đây rồi. 4 quả bác và trứng gà. À, không. À, lá chuối ngược, đúng rồi, phải lá chuối. Đúng rồi, đúng rồi, phải lá chuối. Phải lá chuối chứ. Lá lá rong không được đâu Thủy ạ. Lá chuối để nó rán ấy. Không, nhưng lúc bày ra thì bày lá rong được, nhưng mà lúc lúc mình ấy mình làm lá chuối đi. Băm thì mình nhớ lại cái thời băm đo cho lợi. Lá mơ thơm lắm. Lá mơ tác dụng gì nhỉ? Tiêu hóa. Tiêu hóa, người nào mà cứ thấy bụng đấy với các thứ đau bụng hay cái gì đúng không? Nào kém ăn thì ăn nó mơ ơ. Thế gọi bạn bon ra để gỡ thụ thành quả mình. Quả trứng là do bạn ấy. Được ạ. Cái quả trứng luôn mà nó vô cùng yếu ớt. Trứng ngon. Tầm này được rồi mọi người. Mình đã chả lá mơ mà. Mình cho vào đây. Đó. Làm mơ. Bây giờ mình Hà cho trứng vào nhá. Rồi. Trứng. Và một chút gia vị. Gia vị thì chắc mình sẽ sử dụng hạt nêm với cả mì chính nhá. Cho thêm nước một tí thôi anh ạ. Cái lá mơ nó mặn sẵn. Ui nhiều quá. Nó mặn đấy, cho một tí thôi chứ nó mặn đấy. Lá mơ với lá giả cho đấy rồi. Rồi, thế thôi, hiểu. Cho hạt nêm thì thôi, không cho mì chính nhá. Đánh đều lên. Đợi bố Hà đi. Ồ cái này nó tốn trứng phết mẹ nhỉ. Hả? Cái này nó tốn trứng. Ồ trứng vịt này nó khó tan thế. Nếu mà có lấy nữa trứng nữa thì như vậy. Không, trứng thì nhiều rồi nhưng mà thế đó. Nhưng mà nó rán thì nó phải nhiều trứng. Tí nữa là chấm với cả tương ớt nhỉ. Cái này thì đây ông ấy lá chuối bây giờ rồi. Vị rán thôi. Rán như kiểu chả dưa ấy mọi người. Cái món này lại ngon đấy nhỉ. Hmm.
Cái này hấp có khi được cái bối nhỉ? Không, cái này phải sao dán này. Để con là nó. À, rửa qua tí thôi, nhúng rửa qua tí. Mình hơ này cho nó mềm. Đấy. Mọi người ơi, mình hơ qua cho nó mềm mà nó không bị rách, nó dai hơn. Cái lá chuối rất là hay, cái là khi mình hơ thì nó rất là mềm. Đó. Đốt này lên. Ok. Một cách rán không cần mỡ, dầu mỡ đây đúng không? Đúng rồi, mình rán dầu mỡ nó ngán. À, mình sẽ rán theo kiểu là không dầu mỡ. Rán đây mình không cần dầu mỡ mọi người nhé. Còn mình hơ qua lá chuối thì nó sẽ dẻo, nó không bị rách ra. Họ hàng nhau mà. Đúng rồi, lần sau con về là con đi cậu. Không, nó sợ nó lan ra đây nha. Rồi. Cái lá chuối nó cháy cháy, nó có cái mùi thơm của lá chuối ấy. Chờ nó nha mọi người nha. Đây mình sẽ để nó như này. Đó, mình sẽ chờ. Mình đặt lấy chính cái này, mình đặt nó lên chính cái chảo này rồi. Chính cái này mình đậy lên này. Đó lắm. Đậy lên này làm cái nắp vung luôn. Đó. Đây này, nó cứ thơm cái mùi lá chuối nó ám lên những cái này này, nó ngon này. Mà nó không có dầu. Ăn dầu mỡ nó ngán mà. Chín rồi mọi người ạ. Giờ mình sẽ bày ra bắp để mình ăn thôi. Thơm lắm. Ăn này mới ngon này. Mình lộn này được. Ồ. Oh, lộn được luôn. Đẹp luôn. Thơm. Quá tuyệt vời. Giờ. Tương ớt rồi. À, bây giờ mời mọi người ra thưởng thức nhá, cùng Hà Cò nhá. Chả lá mơ. Mẹ ăn chả lá mơ mẹ ơi. Bố ơi. Đấy, bố ơi. Đấy, tương ớt đấy.
Đấy, rán không cần một tí dầu ăn nào bố. Nhưng mà phải trứng đấy, từ nào đây. Mình tìm thấy à? Trứng nhà mình tìm đấy, đúng rồi. Con bảo là ấp mà. À, ấp. Mà trêu tôi đang để con gà ấp rồi. Nào con mời mọi người nhá, con mọi người. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Ôi, lá mơ này. Lâu lắm mới ăn chả lá mơ. Ngon thế. Con chưa bao giờ ăn chả lá mơ. Ừ, con ăn đi, xem thế nào. Tình hình nào con. Con mời người. Mặt bên này cháy hơn nhỉ. Bố ơi. Đây bố. Bà đâu? Bà có ăn không? Chả trứng ngon. Ngon không bố? Ngon. Lâu lắm không ăn bố nhỉ? Ngon lắm, tốt tiêu hóa bố. Ngon lắm mọi người. Thế thôi, đơn giản. Nhậu. Ngon rồi. Rất đơn giản, công thức rất đơn giản. Con có thể dùng. Ngon. Con muốn uống ngâm. Ra bó này, ra bố đưa cho miếng này. Uống gì? Cắt nước. Ơ, mang nước ra đây uống. Nước gì? Con thích uống nước gì? Coca. Ở cái này phần bà nhé, phần mẹ nhé. Đây phần mẹ này, nguyên xi. Không, đây cứ phần mẹ miếng đi. Đấy, phần mẹ này. Đây của con đây. Con đây. Ăn con chỉ ăn cái trứng này thôi. Ừ, hai con ăn cái này. Ăn nữa. Ừ, ngon thế nhỉ. Tuyệt vời không? Ok con nghe. Làm miếng to đi. À coi làm miếng to luôn. Miếng to kết thúc như thế nào. Cũng như là cả quán ngon mà lên được 7 mấy rồi. Làm ngon lắm đấy, con mua được làm ngon ngon đấy. Nhưng hiếm có lắm. Nhưng còn khó tìm. Quê chả tìm ra ngoài. Cả đời thịt lợn, bố thịt lợn đến hơn chục năm mới gặp được có một lần. Một lần gặp thì làm xé điếu ạ. Một trăm con lợn. Năm nó cũng không gặp được thật mà nó không ít. Vâng. Nhưng người đặt. Hiếm lắm. Buồn. Mấy trăm con lợn mới có còn. À bon. Mỗi thịt lợn bao nhiêu năm muốn là gặp con lợn nhiều nữa. Mọi người ơi, đấy là trứng vịt thì nhặt ở ngoài đồng nhá. Lá mơ cũng nhặt ở ngoài đồng luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video của Hà nhé. Cũng như là ấn đăng ký kênh của Hà. Và hãy cho Hà một cái comment tích cực để Hà có động lực làm video tiếp theo hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhá. Chào mọi người.